Xin kính chào tất cả anh chị em, cô dì, chú bác yêu mến làm nông nghiệp. Thì hôm nay em lại tiếp tục ra một cái video để xử lý cái vườn ớt của em trong cái tình trạng bệnh đốm mắc cua. Thì khoảng hơn gần 10 ngày và hơn một tuần vừa rồi là nó mưa liên tục. Thì bệnh đốm mắc cua của chúng ta nó đã tái hiện lại trên cái vườn chúng ta. Thì cái vườn này hôm rồi mình đã khôi phục lại, nó đã bình thường. Thì hiện tại cái triệu chứng đốm mắc cua nó đang có lại đây. Mọi người nhìn đây. Thì khi sáng sớm là mình đã cho công xịt cái này, và hiện tại giờ là cái lá đã khô. Thì hôm nay mình phun như thế nào và mình xài những loại thuốc gì thì mời anh chị em, cô dì, chú bác cùng theo dõi cái video của mình để biết cái thuốc xử lý cái vườn này. Vườn ớt của mình hiện tại, đây là cái vườn ớt của mình hiện tại sau qua khoảng 10 ngày vừa rồi là nó mưa liên tục. Thì mọi người nhìn đây, cái những cái đốm bệnh lúc sáng là nó đang ướt đó, khi ngày chiều hôm qua mình vô là nó đã bị dập cái lá đó. Thì thông thường cái bệnh này là anh chị em, những người mới trồng ớt đó, hay điện cho mình nói là nó bị và nó rụng lá này đó, anh chị em thấy đó. Và sau khi cái bệnh này nó xảy ra thì nó liên tục bị rụng bông đây. Thì cái bệnh này là ở miền Tây người ta gọi là bệnh sương mai, còn ở đây người ta gọi là bệnh đốm mắc cua. Thì xử lý cái bệnh này như thế nào thì mọi người cùng xem cái cách mình xử lý ở hôm ngày hôm nay đây. Thì mình đang cho công xịt đây. Khi xịt thuốc thì chúng ta phun vào sáng sớm. Mình nhắc lại một lần nữa là tất cả những loại thuốc chúng ta sử dụng là chúng ta phun vào buổi sáng, vì cái cây nó quan hợp. Phun luôn đi anh, phun lại luôn cũng được đó, dư thuốc mà. Tất cả những cái cây ta nó quan hợp nhờ ánh nắng mặt trời, thì chúng ta phun vào buổi sáng thì cây nó sẽ được ổn định hơn, cây nó sẽ quan hợp được cái thuốc, nó hấp thụ được cái thuốc đó và nó sẽ khô cái vết bệnh nhanh hơn. Nay và hiện tại là công đang xịt đó, những cái chỗ này hồi nãy mình vừa xịt qua rồi, giờ anh đi xịt lại thì hơi nhanh, còn từ từ thôi đó, khúc đó ngay đó, ngay đó, ngay đó đó. Chúng ta xịt lúa thuốc là chúng ta cho ướt đều lá như thế này. Và chúng ta xịt cho nó cái cử thuốc này là cái cử thuốc ngày hôm nay, cử thuốc đầu tiên để chúng ta sát khuẩn cái dịch bệnh này. Và sau cái khi sát khuẩn cái dịch bệnh này thì qua cái cử thuốc thứ hai thì chúng ta sẽ cách nhau 3 ngày để cho cái vườn của chúng ta nó ổn định thẳng hơn. Thì ngày hôm qua mình cũng mới cho con đi xịt thuốc cỏ, mọi người nhìn thấy cỏ hôm nay nó đã vàng hết rồi, búa lá hết rồi. Còn những cái loại thuốc mình sử dụng là loại thuốc nào thì giờ mà anh chị em, cô dì, chú bác cùng vào trong vườn, trong cái chỗ pha thuốc của mình để mình cho anh chị em, cô dì, chú bác biết. Thời tiết năm nay thì cực kỳ khó làm, anh chị em cũng biết rồi. Thì những người trồng ớt xem video của mình đó, thì ai cũng đã biết thời tiết hôm nay cực kỳ khó làm, không giống như mọi năm. Thời tiết năm ngoái lúc đến lúc thời điểm này là mình đã cứu được một cái vườn và mình đã cho thu hoạch, và còn bây giờ thì tới nay là chưa có, mình đã hư hết một vườn rồi. Thì hôm nay mình cho xài hai loại thuốc, thì nói chung là mình đã này là mình xài cho hai loại thuốc, là mình xài cái MiTecOne này. MiTecOne là của công ty mình hỗ trợ cho anh chị em, mình đưa cho nhân viên, nó liên hệ với anh chị em là đưa về cho anh chị em xài. Và cái thứ hai là đi thăng, thì đi thăng nó cũng giống như là Antacon, là còn có Mancozet đó, thành phần Mancozet. Chúng ta mua đi thăng cho nó rẻ tiền tí, rồi chúng ta cộng với thằng MiTecOne này. Sau khi hai cái này cộng nhau thì chúng ta xịt bội trĩ, tại vì cái vườn mình đây là một tuần rồi mình chưa có cộng bội trĩ vào đó. Thì ba thứ thuốc này ngày hôm nay mình phối trộn với nhau để chúng ta xử lý cho cái vườn bệnh của chúng ta. Thì anh chị em, cô dì, chú bác có xem được video nhớ cho mình xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like và một lượt chia sẻ để cho nhiều người biết cái kênh của mình hơn, và có thể hỗ trợ cho anh chị em, cô dì, chú bác để mà có được cái vườn nó đẹp hơn và nó đạt hiệu quả hơn. Thì hôm trước cũng có một số anh chị em á là xem video của mình và nói ớt mà bị rổ lá giống như cái gì đó mình cũng không nhớ,
thì nó là bình thường mà sâu ấy, thì mình định kỳ nó mình xịt thì chưa tới ngày mình chưa xịt nó phải bị sâu nè. Những cái lá bị sâu quang thì nó sẽ ra như vậy, còn đọt yêu cầu cái đọt ớt chúng ta đi bình thường vậy là nó đẹp rồi. Trong cái vấn đề mà mình xịt bệnh này thì ngày hôm nay mình xịt xong rồi, 3 ngày sau mình sẽ tiếp tục mình xịt cho nó một cử bệnh khác nữa, thuốc trị bệnh. Hiện tại giờ là mình đang sát khuẩn đó, và 3 ngày sau mình sẽ trị bệnh đó. Thì video đến đây mình xin kết thúc và chào tạm biệt tất cả anh chị em cô dì chú bác, và hẹn gặp lại anh chị em cô dì chú bác ở những video tiếp. Chúc anh chị em cô dì chú bác có một vụ mùa trúng mùa trúng giá và đặt vụ mùa mọi thu.